chị hết nói rồi. Chút xíu ra liền nè. Bây giờ chế nói cho cưng nghe, cưng ra ngay tiệm vàng cưng quánh cho chế một cái dây chuyền. Đeo cái này lên như người ta đeo nanh cọp đó, trời ơi quý lắm đó cưng. Trời ơi. Ôi ôi cái khoé của tôi đó hả? Đó, thấy chưa? Ôi đất ơi. Tao nói tao đi ngang tao thấy cái gì sưng sưng lên là tao rất là khó chịu. Tao nói đưa đây tao mắc cho là thấy, giờ thấy sung sướng không? Ra cái thấy sung sướng không? Lần đầu tiên mới thấy mà có đường cục, tao nói ra cái mà muốn thăng hoa luôn á. Cái gì vậy? Vừa móng. Bà vừa móng hay bà nãy sầu riêng mà bà thấy cái cây rồi. Trời đất ơi, với cái khỏe đó thì cái móng đó phải vừa bằng cái này. Để cái chân lên. Không có đâu. Tôi không muốn chết sớm. Đừng. Quyết. Ngồi yên nghe chưa? Trời đất ơi, chế còn làm nhiều cái hay lắm. Lột da mặt. Thôi cảm ơn. Kéo 502 quất lên một phát, lột một cái bạc da non nó kéo lại, cái mặt nó đỏ hồng như mông con nít dễ thương lắm. Trời ơi, cứ tôi không lời tôi đi. Không có nhu cầu thay da đổi thịt. Tôi không phải là cóc hay là rắn mà nội. Đó là cái lý do vì sao chế muốn nói chuyện với cưng á. Thay da đổi thịt, đổi đời đi. Tôi muốn làm ca sĩ. Muốn làm ca sĩ hả? Tôi hát bài tôi nổi mà. Kỳ ghê. Hát quá trời hát. Không nổi là không nổi. Sao kỳ ra? Cưng biết làm sao cưng không nổi không? Sao vậy? Cưng không có màu. Cái này màu lắm mà, này màu dữ lắm á. Chế nói màu ở đây á là cưng phải hiểu theo cái nghĩa bóng. Nó là mưu trí á, biết chưa? Giờ làm sao? Thiệt sự nhìn cưng có tố chất lắm á. Đúng rồi, tôi biết mà. Trời ơi, cái mặt này là màu nổi lắm, nhìn rồi. Nếu mà nói theo cái gọi là cái phong thủy, cái khuôn mặt của cưng á nha. Đúng rồi, đúng rồi. Cái phong thủy này á nha, nhìn vô á. Cái mặt sao, cái mặt sao? Nó giống như chữ nho á cưng. Cái mặt sao, cái mặt sao? Chữ ngu. Dễ nổi lắm á. Ủa sao ngu mà nổi tiếng được ta? Thì mấy ngu nó mới nghe lời chế, mà nghe lời chế là nổi à. Ê bây giờ chế làm sao chứ, giúp em nổi đi chứ. Giờ em hát quá em muốn nổi. Giờ có cái cách nào không chứ, em thấy bây giờ tụi trên mạng bây giờ nó làm nhiều trò hay quá mà nó bị chửi. Trời quá ơi. Mà nó vẫn nổi hơn em. Cưng phải nhìn vào tụi nó như con vanilla bão bão. Cái con gì? Con vanilla bão bão. Mà sao cái con đó là cái con gì mà không nghe? Nó là ai vậy? Nó đi lên là từ một cái con hát đám ma. Mày thấy đó, mày thấy nó thông minh ghê gớm không? Từ hát đám ma mà thành ca sĩ nổi tiếng. Riêng cái việc nó chọn nó đi hát đám ma là chơi thấy nó quá thông minh. Quá rồi. Thông minh rồi. Đi vô sân khấu người ta không thích, người ta chọi đá. Đúng rồi. Hát ở đây người ta nằm yên à. Đúng rồi. Hát giữa chừng không ai đứng lên bỏ về hết. Đúng rồi, mà bảo đảm vừa hát vừa có mùi nhang khói, mùi bánh kẹo nó tới. Không cần hiệu ứng sân khấu đó, nó nhang khói mù trời. Hay vậy em chuyển em hát đám ma nha. Mày làm sao mày hát đám ma được? Bây giờ là mày phải đi qua cái bước đầu tiên đó. Mày phải có chiêu trò. Bây giờ làm sao? Cưng phải hẹn gặp cho bằng được con Vanilla Bảo Bảo. Để làm cái gì chứ? Cưng phải tạo lên một cặp đùi hoàn hảo. Nó đang có gió lớn, mình nuôi theo gió mình nổi theo luôn. Có nghĩa là tạo xì căng đanh. Chứ đi theo cưng chỉ làm manager của cưng. Hay quá chứ ơi, chứ sẽ làm manager của em hả? Manager là gì vậy? Trời ơi, tao biết mày ngu mà tao không nghĩ là mày ngu tới như vậy nha. Ủa vậy hả? Manager là quản lý. Quản lý của em? Chế quản lý cho cưng. Chế sẽ là mẹ của em, chế lo lắng cho em. Chế lo cho cưng từng chút một. Hay quá, vậy thì bây giờ bước đầu tiên mình phải làm gì hả chế? Hẹn gặp Vanilla Bảo Bảo. Rồi, lên đi chế. Xe này đợi Thanh hay đợi Nguyễn gì cưng? Dạ đợi đường chế. Đó, trời ơi. Cái nệm xe, đội thất xe của cưng hôm nay quá rồi. Khổ ghê, vậy là ta trang trí nội thất mà cũng gán đá cho phá hủy tài sản của người ta hả? Được không chế? Rồi. Chế ráng chế ngồi cho kỹ nghe. Rồi, đây. Chế giữ em gì chứ. Nữa? Lát nữa nó bay dụng cụ tài sản của đó. Em. Rồi, sự nghiệp cưng trong này, sự nghiệp chế đây rồi. Cố gắng lên nha. Đi. Đi. Đã được. Thank you.
Bảo Bảo hả? Bảo nè. Tới chưa? Tới đâu ba? Trời ơi, tôi super soi nè. Super soi là thằng khùng nào má? Trời đất ơi, Âu Dương super soi cái người mà kêu bà ra làm scandal nè bà. Bà ra bà công chuyện nè bà, tôi hẹn bà rồi, bà đâu đâu rồi? Super soi hả? Bà Bảo nghe nè. Bà đâu mà bà Bảo? Bà Bảo đang tới, đang tới. Sao cái giọng mà sai ke dữ vậy? Trời, giọng này đâu phải sai ke. Giọng này là tối hôm qua cái đám ma nó phá quá. Hát banh giọng luôn, giờ khan tiếng rồi. Bà tới chưa? Thì bây giờ sắp tới rồi nè. Nói nhiều quá mất thời gian. Cướp máy đi rồi bà Bảo tới liền. Trời ơi, gì mà hối hoài. Mệt ghê. Con này nó chưa thành ngôi sao mà giờ giấy thun dễ sợ. Tao đành bỏ anh đi ăn bao ngày ăn bên nhau. Ta tắm mưa cùng nhau tắt ghê. Em thích ăn khoai mì. Còn mình anh thích ăn khoai tây. Alo. Bà đâu rồi bà Bảo? Bà Bảo nghe nè. Bà tới đâu rồi? Bà Bảo à, đang ở giường. Trời đất ơi, hồi nãy mà nói bà ra khỏi nhà rồi, bây giờ bà đang ở trên giường làm sao? Không phải, đang ở trên giường xếp mền. Hoa lạnh quá mà đi đâu mà lên xếp mền. Trời ơi, hồi nãy là ở trên đường, đi được nửa đường rồi. Cái sực nhớ chưa xếp mền, quay về xếp mền ở trên giường. Bà Bảo là người ngăn nắp mà. Hoa lạnh quá. Bây giờ bà làm con quan tội dỗi, tôi đang đợi bà từ nãy giờ mày xếp mền á mà nói. Tới lẹ lên. Rồi, bà Bảo tới nè. Trời, nó chưa tới nữa hả trời. Tao đành bỏ anh đi ăn bao ngày ăn bên nhau. Ta tắm mưa cùng nhau tắt ghê. Anh thích ăn khoai mì. Còn mình anh thích ăn khoai tây. Em đâu ăn khoai nuốt mà không nhai. Trời ơi, hèn chi nãy giờ nó giật ngứa muốn chết à. Nằm lăn sao mà vô tới chỗ vậy bà nội? Hello. Bà đâu ngoài bà Bảo? Đang chạy trên đường, sắp tới rồi. Bà đừng có xạo, bà ra đường sao tôi cũng nghe tiếng gió gì cho vậy? Hồi nãy trời đứng gió, bây giờ trời mới có gió. Thấy chưa, gió mạnh không? Rồi tiếng xe đâu? Pin pin pin. Thấy chưa, dừng lại nói chuyện điện thoại, người ta bớt kèm kìa. Cái gì vậy? Công an hỏi. Bây giờ để năn nỉ mấy anh công an xong tới liền à. Công an hỏi chắc là lâu lắm mưa. Trời ơi, cái con này nó không tới thiệt, nó giỡn mặt với mình hay sao kìa. Ôi tao đành bỏ anh đi à, bao ngày ăn bên nhau à, ta tắm mưa cùng nhau. Trời ơi, đang năn nỉ mấy anh công an mà. Trời đất ơi, tôi dám tắt máy luôn hả trời. Trời ơi, tao đành bỏ anh. Con nghĩ lì quá, công an bắt mà gọi hoài. Bị tịch thu điện thoại luôn rồi. Mày. Tao không tin tao kiếm không được mày. Trời ơi má ơi, công an bắt mà còn gọi được nữa hả? Hello má hả? Có cái con quỷ nào mà đã bán súp với bán xôi á, nó gọi lại kiếm bà Bảo, nói bà Bảo không có ở nhà nha. Tao là má mày nè Bảo Bảo. Mày giỡn mặt với tao hả? Tao hỏi mày bây giờ mày tới chưa? Mày chịu tới chưa? Mày đâu rồi? À, tới rồi, à, còn một cái ngã tư nữa là tới liền nè. Ô vậy hả? Còn một ngã tư nữa là mày tới rồi hả? Ủa vậy sao mày bắt được điện thoại bàn nhà mày?
Alo. Alo. Ừ, à, ba Bảo tới rồi nè. Mày à, Bảo Bảo, mày tới chưa? Tới rồi. Công viên Hoàng Văn Thụ đúng chưa? Mày đang công viên Hoàng Văn Thụ gần sân bay đúng chưa? Ờ. Đúng rồi. Đúng rồi phải không? Trời ơi, tao mừng quá, cuối cùng mày tới rồi. Rồi đợi tao chút xíu đi, tao đang uống cà phê ở Vũng Tàu. Giờ 3 tiếng nữa tao lên nha. Hả? Mày xạo hả Mượn? Mày tưởng có một mình mày biết giờ dây thun hả? Tới rồi. Bảo Bảo ở đây phải không? Xin xôi đây phải không? Ừ, nhanh mất hư truyền ha, trời ơi. Công nhận. Khoan, đứng dậy quen vòng coi. Trời ơi. Trời ơi, công nhận đi Trương nha. Trời ơi, năm 2010 mấy rồi mà còn bận quần ống le hả trời. Mua đen mà này. Trời là... kết hợp không đâu vô đâu hết trơn á. Quần ống le mà áo sơ mi sọc. Nhưng mà Bảo Bảo, rồi lần đầu tiên thấy trời ơi. Làm như là... bị đê phải không? Ai nói bị đê? Hả? Tan gái thiệt đó bà nội. Ai á? Im đi. Nghĩ sao vậy? Hả? Một cái tấm thân ngọc ngà như vậy nè, mà bắt người ta phơi nắng phơi sương, ngồi giữa thanh thiên bạch nhật, trường mặt nó giữa chốn đông người như thế này, người ta để ý dòm ngó tới Bảo Bảo rồi sao? Ê, cái quán này nó ế có hai mình tôi với bà thôi mà. Nguyên cái quán không có con người nào hết á. Bậy bạ, nãy có người á mà 5 tiếng đồng hồ tao đi rồi. Tao nói thiệt nha, tao nói phải tao khen sao lần đầu tiên tao gặp bà tao mê bà quá. Phải không? Đúng là tranh bất hư truyền. Tao nhận tôi một khóe nó giới thiệu đúng người ghê trời. Phải không? Đúng thiệt, tôi chưa thấy con nào mà xấu hơn bà đó. Trời, tôi nói tôi phải chê bà nghe. Không phải là chê, tôi nói thiệt nha. Trời, bà xấu xúc phạm người nhìn phải không? Bà xấu mà xấu lây người kế bên luôn. Bà xấu mà giống như là coi là bà xấu mà nó làm ô nhiễm thị giác ta luôn á. Thiệt, nhìn bà giống như cái con gì á. Con bulldog á. Cái con chó mặt cợp á, biết không? Cái con chó mà anh để hai cái họng nó xạ xuống rồi nó đi. Cái nước miếng nó chạy lùm la đó. Bà tôi nói thiệt. Khốn nạn. Hả? Đê tiện. Gì? Hạ lưu. Bỉ ổi. Vô sĩ. Nữa đi. Mang trá. Nghĩ sao vậy? Hắn nghĩ sao cái nhan sắc này mà nói người ta vậy à hả? Con nghe nói mà làm đủ mọi chuyện, không có chuyện gì bà không dám làm, mà lên trên báo rồi bà chửi hết nghệ sĩ nữa, nghệ sĩ nọ, ai cũng chen miệng vô bà chửi vậy. Thì đó, cái nào mình thấy mình không có hợp nhãn, hợp cái lỗ nhĩ mình thì mình nói thôi. Rồi coi như là trên trang mấy cái trang mà cộng đồng mà phim clip rồi bà tự quay hình mà búa, mà bận đồ biến thái lên mà búa cột mà làm thấy ghê đúng không? Cái gì cũng làm hết rồi. Trên tất cả những cái trang báo mà lá cải lá me lá mít thì bà lên trên rồi phải không? Mình phải lấn thân vô thôi chứ làm sao bây giờ. Mình không có ngoi ngót vô được cái lá sen lá súng thì mình phải kiếm cái lá mơ lá mướp hoặc là lá thúi địch mình vô. Bây giờ tụi mình làm gì để dính với nhau để nổi chứ giờ tôi cũng bán vô kéo mấy chục năm mà tôi hát hoài mà không có nổi. Bây giờ kết hợp đi chứ tôi phải bà quá rồi đó, tôi mê bà quá rồi đó, bà quá. Oh wow, ý kiến hay quá. Ý là bây giờ muốn kết hợp với Bảo Bảo phải không? Kết hợp đi, bây giờ tôi nói nghe nè. Tại vì bà nhiều chiêu trò, bây giờ tôi hoặc kết hợp lại mình mới bơm lên, mình mới nổi tiếng được, bà hiểu không? Đúng rồi ha. Bây giờ bà làm sao đi, tôi thích chứ. Tại vì tôi thích tham gia vô cái tu bịch, bà giúp tôi đi. Ngu. Sao chửi tôi ngu? Mới nói gì? Tu bịch là ngu đó. Đâu có. Tôi nói tiếng Anh á, cái tu bịch á là cái giới nghệ sĩ gì đó kêu là... Trời ơi bà, tầm bậy tầm bạ không có biết. Cái gì? Muốn vô cái giới này người ta phải gọi là cái giới showbiz. Show bịch. À. Trời đất ơi, người ta phải đá cái chữ lên, vuốt lên. Showbiz. Showbiz. Cũng rỉ xuống cho được nữa hà. Cái gu tôi nó thích xuống mà, chứ tôi không có móc lên được với bà. Bây giờ vậy đi, quan trọng nhất là đó giờ á, Bảo Bảo cũng làm đủ thứ trên mạng rồi, thiếu điều mà muốn lột ra nhảy cà tưng cà tửng cà tửng cà tửng cà trời. Thôi nha, mà thôi chưa nha. Nổi được đó. Thôi nha, bà đừng có xuống cho múa cột nha. Múa cột ăn nhầm gì, cùng lắm bị cấm diễn thôi. Không chịu đâu. Trời ơi, tôi chưa diễn được nữa mà cấm tôi diễn nữa tôi chết tôi luôn à. Bây giờ cho tôi cái cách gì đi. Bà Bảo đã có cách rồi. Dạ. Nói một nhọt hả má? Bà làm gì mà bà nhúc nhích hoài vậy? Đang suy nghĩ. Bà Bảo đã có cách rồi. Tụi mình sẽ thực hiện theo phương châm 3S. Sang, thích và sốc. Nói hai chúng mình sẽ làm scandal yêu nhau. Khen yêu nhau, tôi với bà yêu nhau à? Ừ. Dạ, cái này gây số
yêu nhau, Bảo Chi sẽ tập trung vào chúng ta. Lúc đó Bảo Chi sẽ đập vô mặt chúng ta, chúng ta sẽ có xô, Bảo Chi sẽ đập vô mặt bà, tất cả mọi người sẽ đập vô mặt bà, dư luận sẽ đập vô mặt bà. Tao đập vô mặt mày, mày đừng có lợi dụng cái niềm vui rồi mày tán tao nãy giờ không thương tiếc nghe chưa. Vậy chúng ta sẽ quyết định vậy nha. Như vậy là chúng ta sẽ yêu nhau. Yeah. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi hay quá. Trời. Trời ơi, Bảo Bảo ơi. Chết hoài má ơi. Gì vậy? Đâu cái gì mà cái phòng bụi quá. Trời ơi, bụi đâu mà bụi. Trời ơi, quỷ mất vệ sinh nó sợ luôn, hết xì tùm lum mà ta cạo lông chân chứ bụi đâu. Trời ơi, cái con biến thái trời đất ơi. Gì vậy? Trời đất ơi, nó cạo lông chân mà nó xịt lông đầy trong mặt mình thèn gì nãy giờ tôi nghĩ mũi. Trời đất ơi, mình lặn gán lứa mình phải kỹ lưỡng cái vụ đó chứ. Ở vô. Con mẹ ở vô. Rồi thứ ăn lông ở lỗ. Vậy ăn lông ở lỗ. Tôi nói cho bà nghe nha. Tôi là tôi nghe là cái con quỷ tư móc khóe là cái sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi, đi cặp bồ với bà, thấy không? Bà đặt ảo xì căng đan, thấy không? Đó bây giờ đó, ế cũng là ế. Nguyên một tháng trời ngồi không ở nhà như hai con chó già ngồi trực xương vậy nè, thấy không? Đó, nhìn đi. Trời đất ơi, quen. Đồ đồ quá ở chung. Trời đất ơi, cho tôi qua ở một cái nhà tao nó nhỏ mà tao nói con quỷ này nó ở vô. Trời nó ở vô mà thì tao chảy thay. Ngày nào mà nó không cạo lông chân làm miếng ăn không ngon mà cái nhà nó trời nó thúi như cái chuồng trâu thật thôi. Ê, giờ tôi thích gì đó được không? Hiểu không? Bà đừng làm mặt tủ tim trước mặt tôi ối bà hiểu không? Ủa chứ sao? Tôi nói không phải khen nha, cái mặt bà như cục gạch vậy. Trời ơi, nghĩ sao vậy hả? Nghĩ sao vậy Super Soy? Cái mặt người ta khả tú khả ái vậy thôi chứ. Thôi vậy hả mà bà khả ái hả? Ừ. Cái mặt bà là mặt khả ố á. Ê, nên tôi mới phát hiện dùng son Trung Quốc phải không? Trời ơi, nó chảy bợn đầy hai cái mép môi nè má. Trời ơi, y như ăn sữa chua mà chưa có chùi vậy trời ơi. Cái này là son dưỡng. Dưỡng gì bà nội? Hả? Cái này nó là bợn nè, ke nè bà cố. Bà nằm xong mà ke nó đóng bợn hai bên mép bà. Trời ơi, con mày nó ổ vô dễ sợ. Bà nghĩ đi, từ ngày tôi cặp với bà bây giờ một tháng trời rồi có sao không? Trời thì ta cũng tính dữ lắm chứ bộ. Thiệt á, mà không biết sao á, kỳ này em tính á, tính dữ lắm á, mà sao cũng ế làm sao ta. À, hôm qua tôi làm một cái dấu liều là tôi mượn coi như là 40 triệu của cái con tư móc khóe. Đó, bởi vì là tôi đưa cho bên cái trang là không nên tin.vn rồi. Tôi bà cho vụ đó chứ ai. Hay thì quá. Bây giờ là tôi đang đợi là cái kết quả của nó đây. Cuộc đời thì không cuối cùng đi về ở chung với Hà Mã. Ê Hà Mã nào? Ta mỹ nhân người Hà Mã. Cái gì? Điện thoại reo. Người ta gọi trả lời á. Alo. Vâng, tôi chính là siêu sao ca nhạc trẻ Âu Dương Super Soy đây. Bà Bảo, con điên nó chết rồi. Ê, có Bảo Bảo, Vanilla Bảo Bảo nữa. Có Vanilla Bảo Bảo ở đó. Tôi xin lỗi, chị gọi từ trang không được tin.vn phải không ạ? Dạ sao ạ? Ôi dạ sao ạ? Ôi dạ sao ạ? Ôi chị lộn số hả? Ê! Ô con này nó cũng rảnh lắm nè, từ nãy giờ mà nó nói mà nó biết tên tao luôn mới ghê mà nó nói nó lộn số nha mày. Cái con này mới rảnh nè. Cái con này mới rảnh là mày tự xưng mày cái tên mày nên người ta biết là phải rồi. À vậy hả? Mắc mớ gì người ta biết đâu. Hèn gì nó hỏi à, cái con quỷ mà cái con mà con quỷ vợ mày đâu. Cái tự nhiên cái tôi tưởng là hỏi bà, cái tôi nói bà chết rồi đó, bà hiểu không? Ê, trời ơi, nó nghe là vậy là tụi mình được nổi tiếng rồi đó, thấy chưa? Không dám ra ngoài nó nhận lộn người ta chứ không phải nó tưởng bà đó bà nội. Ôi đó cô. Cái gì đó gọi có người gọi xô chửi nó, tao lộn số đó. Mày lộn số nè mày. Dạ em xin lỗi chị. Dạ em xin lỗi chị. Dạ chị bên trang không nên tin.vn ạ. Chúng ta coi ha. Em xin lỗi, dạ em xin lỗi. Tại hồi nãy có một cái đứa kia nó gọi nó khủng bố em bị hoang mang quá. Em xin lỗi chị. Dạ em là Âu Dương Super Soy đây gì? Dạ. Vậy là bà Bảo. Dạ có cái con
cái gì? Vanilla Bảo Bảo. Vanilla Bảo Bảo. Cái tên nó khó đọc quá chị. Cái con Bảo Bảo nó có ở đây. Dạ. 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 Dạ sao ạ? Dạ sao ạ? Dạ sao ạ? Trời ơi, công sức tiền của bao nhiêu lâu nay gom vô chỗ này, rồi bây giờ người ta không nhận. Mày điên hả? Nó nhận rồi. Nó kêu tụi mình thay đồ tới tòa soạn điện nó làm hỏng chứ. Nó mày rảnh lắm à. Trời ơi, nó chịu nhận tao chứ sao mày khóc chứ, làm tao khóc theo vậy. Tại tao mừng quá, tao xúc động. Cuộc đời tao lần đầu tiên có người chịu nhận phát bài hát của tao. Có nghĩa là người ta chấp nhận để nhận cái tiền đút lót của mình phải không? Bây giờ biết phải làm gì không? Tổ chức nghe thật rình rang, fan club đông nghẹt luôn. Không. Làm gì không? Làm gì? Thay đồ. Trời đất ơi, thôi khoan dừng lại. Trời ơi, mấy cưng làm sao giờ sáng sáng chưa vậy? Trời ơi, có đàn ông con trai còn đùa cơ bắp dạm dở con chuột như con chuồn mà la làm cái tiếng la, rồi tôi biết yếu sinh lý rồi. Trời đất ơi, coi kìa, cái thây thì bự nhất lửa, cái con gấu nhỏ nhất cầm trên tay. Tao nói có cái cách nào mà làm cho cưng ngầu hơn được một chút không? Ngầu à? Trời ơi, thần tượng tới rồi mấy cưng ơi, la to lên cho chê. Super soi. Trời ơi, đẹp quá. Trời ơi, đứa nào đó. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, kéo vô. Trời đâu ra vậy? Trời ơi! Trời ơi! Kéo nó vô trời ơi! Cắt nó lại! Bảo Bảo cho mình coi nè! Bảo Bảo! Tiếp tục ra con! Trời ơi, mới đây luyện thanh tốt ghê. Anh bà nội mày tao chửi đó. Ủa mắc nói gì chửi? Ủa tao trả tiền mà sao tụi mày la tên có mình đứa Bảo Bảo không vậy? Còn tên Super Soi tao đâu? Mấy cưng là Super Soi đi mấy cưng. Super Soi Bảo Super Soi. Super Soi Bảo Super Soi Bảo Super Soi. Kiếm đâu ra con động vật nguy hiểm này vậy? Đâu mà nó sống tới nó phóng tới nó muốn cào tôi ra vậy? Thằng đội lắm. Ê, thằng đội thiệt nè. Thằng đội lắm, không có mướn đâu. Thiệt. Ủa nó tình nguyện viên hả? Ừ. Thích thiệt đó. Bà hay quá ha. À, tôi kêu bà dàn dựng á, xong rồi bà tặng bà làm ơn bà đổ cái con gấu đi, cái con quỷ này nè. Nó cứ tặng 8 lần rồi tao nó thúi gấu luôn, khi được khán giả nó nhận ra nó luôn rồi đó. Đuổi cái con gấu mới đi. Tôi đã nói với bà rồi. Quản lý rồi. Tôi là ca sĩ tôi ăn bận còn chưa nổi bằng bà nữa mà coi bà chơi một về hộp hà. Ê nè. Nãy giờ chế nhìn mấy cưng rồi đó nha. Chế có danh có tánh nha, có tên có tuổi nha. Ngoại hình với diễm lệ như vậy chế cũng phải có một cái tên xứng tầm, và chế đổi đời rồi. Chế đổi nghề danh rồi. Tên gì? Mộc Khuê Tứ. Mộc Khuê Tứ là gì vậy ngoại? Mộc Khuê là móc khóe á ba. Trời đất ơi. Trời ơi, cái tên hay quá vậy. Ê, quản lý này được nha. Quản lý tao á. Trời ơi, chế nói với cưng chế lo cho nó từ bộ đồ chế lo đi đó nha. Được không? Cưng á. Cưng giải trí cho công chúng mà cưng không có biết nghĩ cho công chúng gì chết hết. Cha. Ngần này màu mà cưng không có xứng tầm bán kẹo kéo cưng. Chết cha, vậy sao vậy? Chế thêm màu cho cưng. À vậy hả? Đó. Lễ trao khăn. Đó, chế phong tước vậy nè. Đó, thấy không? Tao nói người ta có trai đẹp bị trục xuất, mình có trai đẹp được trục vớt. Quay vòng chế coi. Hay quá trời. Quay nữa chế coi rồi, dừng lại cho chế coi. Đó. Đó, được rồi đó. Không, tắt thử. Ngọt. Trời nhìn hay ghê lắm con đó. Bà ngoại vừa phải thôi. Bà để tôi tự quấn đi, bà ra bà xiết cổ cho tôi chết tôi đi. Bữa nay tôi ký hợp đồng bà nội nha. Thêm miếng màu vô. Thôi. Để tôi tự làm cho nó cắt lại. Rồi xong. Mày đi. Lê.
phấn nó chảy luôn rồi. Trời đất ơi, sao mấy quỷ này nó chưa tới nữa trời ơi. Nói ra đi. Đi ra. Quỷ vô đã dặn rồi mà. Phải để em chú trước. Chào chị. Hai đứa. Dạ. Hai đứa tới trễ thì đừng có gây gỗ. Chị còn đang rất là bực mình nha. Gây một tiếng nữa tao nhào vô, tao phóng vô một cái, tao tám từng thằng một nghe chưa? Nghe chưa? Chị bình tĩnh, chị bình tĩnh. Cái con quỷ này nó lâu, nó chuẩn bị lâu. Em nổi điên với nó không à? Chờ em nhau. Mấy giờ? 3 giờ. Dạ. Bây giờ là mấy giờ? 6 giờ. Nghĩ sao mà hẹn 3 giờ mà bây giờ 6 giờ mới tới? Ủa hai đứa em chưa là ngôi sao mà? Hai đứa bay mà ngôi sao là ai chịu nổi hai đứa bay nữa? Dạ. Tại con quỷ này nè. Con quỷ vanilla nè, trời ơi, nó thì xin lỗi chị, nó gắn cặp lông nguyên nó 4 tiếng đồng hồ. Trời ơi em ơi, em trang điểm cái gì mà thấy ghê vậy cưng? Em xin lỗi chị, tại vì em có muốn gì đâu. Mà nãy giờ xin lỗi chị, em cãi lộn với cái con uống tóc ở trong xóm em muốn khang tiếng luôn nè chị. Sao vậy? Chị tưởng tượng đi, con mắt em nó thiếu ngủ, nó sụp. Em kêu nó ráng dán lông nheo sao cho dãnh ngược lên cho thấy con mắt nó to đẹp. Mà chị tưởng tượng đi, cái lông mi người ta nó cong như chày, mà con quỷ nó không hiểu sao mà nó dán ngược, nó móc ngược vô con mắt em như chày nè. Nó cho vừa chị tưởng tượng coi em chịu nổi không? Em chịu lộn với nó nãy giờ 4 tiếng đồng hồ mới tới trễ là gì con quỷ đó đó. Trời ơi trời. Mà hỏi chị bây giờ cái con mắt nó không chịu ngủ mà nó sưng bụp lên, giờ nó còn như hai đường chỉ ngang, ta dán kiểu gì thì nó phải móc ngược vô thôi. Thôi thôi thôi, bỏ qua cái lông mi lông mày về của tụi em đi nghe không, mà rút kinh nghiệm mai mốt không có được vậy nữa nghe chưa? Dạ. Trời ơi chị chờ mà bây giờ mặt chị chảy luôn rồi nè, thấy không? Xin lỗi em lại chị luôn á, làm lại chị luôn á. Trời đất ơi, thôi đi ra đi. Chưa chết mà lại gì mà lại? Mà em sợ. Nghe chị, bây giờ em hỏi chị nè. Bây giờ là cái vụ mà cái xin lỗi. Tao đã ơi, con bị em bực mình nó ghê, chị con nó ăn bẩn em chịu không nổi mà nãy giờ nó quất vào trong mặt em bao nhiêu lần rồi. Hai đứa đừng gây lộn với nhau nữa, chị mệt mỏi hai đứa quá rồi. Dạ. Giờ sao nói? Cái bữa bài là bên sếp chị chịu nhận cái bài của tụi em rồi phải không? Ủa, tụi em gửi chị cái bài gì ta? Dạ. Cái bài mày để tao đây. Cái gì vậy? Tao nói cái tao không vô tao tán từng thằng một nha. Dạ, em xin lỗi. Dạ. Gây hoài. Phải, tại vì cái bài đó là đáng lẽ là của em. Dạ. Nó dành hoài để em nói. Nhưng em làm nhạc chị, em làm nhưng nhạc. Nhưng mà cái bài đó sáng tác riêng cho em. Cái bài đó em phối đó chị. Số phận em, của em phối là. Nhưng mà cái hả mày hả? Chị hả? Bình tĩnh hả? Chị. Hả? Tao nói là sao? Dạ, nói rồi. Sao? Dạ. Đừng gây nữa. Nhức đầu nghe. Bây giờ em nói. Bây giờ ra bộ ảnh đồ tì đi nào. Cho mày ra cái búa đi. Tao ra cái búa mày ra cái gì? Tao ra cái búa rồi tao ra cái kéo cho. Phải không? Ừ. Mày nói nha. Ừ. Hứa nha. Ừ. Rồi, 2, 3. Rồi tao nói. Em đã thắng. Chưa thấy ai ngu như mày, tao chưa thấy ai ngu như mày. Kêu em ra cái búa là gì, nó chửi hại em mà. Kệ đi. Kệ. Nói nè. Cái bài bữa em gửi cho chị đó, cái bài mà khi nào em mới chịu hạ sanh á. Dạ bài đó sáng tác cho em. Dạ khi nào em mới chịu hạ sanh. Dạ. À cái bài đó đó hả? Dạ. Sếp chị nhận rồi. Hay quá. Trời ơi mừng quá chị ơi. Em bữa em có gửi qua tới 40 triệu lần hả chị? Chị biết thì chính vì cái 40 triệu đó mà sếp chị nhận nó cưng. Chị này chị ráng đưa tụi em vô được bình chọn, đưa lên bảng xếp hạng. Nói nào ngay, chị nghe thử cái bài đó rồi. Dạ, nghe sao đấy thầy chị? Hay không chị? Chị? Cái cười là thích à, cười là thích, cười là thấy khoái làm ra quá để chị nói. Sao vậy? Trời ơi, đó không phải nghe tụi em. Dạ. Không, cái bài đó nghe nó thấy ghê lắm mày. Trời ơi, nó dở dễ sợ lắm mày. Trời ơi, tao nghe mà tôi nổi da gà từng cặp luôn à. Nổi da gà không phải là nó hay, nó ghê quá. Rồi tao không ngờ á, cái giọng hát khủng khiếp như vậy luôn á. Biết không, hôm bữa chị mở cái bài đó vô. Ở nhà chị đó, chị đang mở cái bài đó ghi vô chị tắm. Ở ngoài này con chó của chị á, nó nghe làm sao mà nó như nó nổi điên lên em, giống như là kích thích quá. Trời, cái bài của tụi bay nó kỳ lắm. Tao đâu có dám nghe nữa, tao tắt liền. Em chỉ đọc rap thôi đó, là nó hát hết đó. Dạ không, nhưng mà tụi ê, cái giọng rap của mày lạ nha. Em rap đó chị. Đó, cái giọng rap này lạ. Ê, cái khi nào em mà cái khi nào em cái đó. Nhưng mà cái đoạn Tao thích. Cái đoạn rap nó tao thích. Tại vì tao không nghe được cái gì hết. Đó, thấy chưa mà chị nghe em hát đúng không? Dạ. Tao nghe mày hát rõ chữ. Dạ đúng rồi chị. Nói chung ca sĩ là phải hát rõ chữ. Dạ đúng. Mà bừa bị cái là cái giọng của mày rất là dở thôi. Hiểu không? Phát âm thì được mà cái giọng dở thôi. Nói chung là hai em phải cố gắng hơn nhiều nữa thì mới thành ngôi sao. Nhưng mà được. Bây giờ chị cho nó vô bảng xếp hạng đi. Dạ chị cho vô bảng xếp hạng cái chương trình gì mà cái chương trình mà của cái đài của chị. Đây nè. Dạ. Đây nè. Quyền lực nằm trong tay. Hay quá. Em đây chỉ là cái đại diện cho quyền lực rồi. Thấy không? Em đặt vị trí vô đúng chỗ rồi. Đúng rồi. Bây giờ hai em cứ yên tâm đặt cái bài đó vô một cái chương trình rất là hoành tráng. Vượt qua mặt cảm. Tên chương trình nghe lạ chị. Chương trình này sao giống viết cho tụi em, riêng cho tụi em á.
đó đó, đúng rồi đó em. Chương trình này mình phát vô giờ nào vậy chị? Giờ vàng á cơ. Giờ vàng, phát giờ vàng, hỏi em không chị chỗ đó. Giờ vàng là thẳng mấy giờ chị? 3 giờ sáng. Giờ đó ai nghe mà vàng chị? Mày điên rồi. Giờ vàng dành cho mấy đứa mặc cảm đó, bị trầm cảm đó, hiểu không? Chỉ có mấy đứa trầm cảm nó mới thức tới giờ đó thôi. Ủa là cô nghĩ là cái nhạc của tụi em phải là phải hướng đến cái khán giả không bình thường á hả chị? Tụi em giật dậy tinh thần tụi nó. Hay quá, trời ơi, em mê quá chị ơi. Đúng rồi, bởi vì em nói là ngày xưa mà khi người ta tư vấn là đúng chị. Phát là phát trên cái trang mà không nên tin .vn của chị là em thích quá. Chị bây giờ mà nó nghe nè, bây giờ em đưa tới 40 triệu lên mà phát 3 giờ sáng sợ trễ quá, ta nghe không được. Giờ chị cho sớm hơn xíu được không? Em muốn mấy giờ? Rồi ráng nhích cho em tí đi, giờ ba phát khoảng 5 giờ sáng đi. Mày điên hả? 3 giờ sáng mày còn không chịu, mày chịu 5 giờ sáng. 3 giờ sáng nó trễ chứ 5 giờ sáng nó lại sớm nha. 5 giờ sáng ta thức dậy ta đi làm việc mà ta nghe nhiều quá. Ý nó là sớm là sáng sớm đó chị. Dạ. Nhưng mà không được. Dạ. Cái giờ đó là mấy đứa trầm cảm nó đi ngủ hết rồi. Người bình thường thì người ta đâu có nghe, mấy người đi làm là người tỉnh táo, người ta không bao giờ nghe nhạc của tụi em. Ủa dạ chị. Dạ sao kỳ vậy ta? Thì quá nghe chị đi đừng có bàn ra. Chị là người chuyên nghiệp, chị nói là phải nghe. Yên tâm đi. Dạ. Một người mình chọn thôi tụi em cũng đoạt giải nữa. Trời sao ghê vậy? Ủa sao vậy cái chương trình gì kia? Tại vì mấy đứa trầm cảm nó đâu có thời gian đâu. Nó không thể nào mà nó bình chọn cho tụi bay được. Cho nên tụi bay chỉ cần lấy cái máy tụi bay ra tụi mình bình chọn là tụi bay có giải. Thôi hay vậy luôn hả? Bây giờ nó quyền diệu dữ vậy. Quyền diệu, cái quyền lực mà cái giải thưởng bây giờ nó hay quá. Nha. Hay quá chị ơi. Thôi bây giờ vậy đi, mình làm chưa? Nãy giờ nói tào lao quá. Làm đi, vậy làm đi. Bây giờ là vô phỏng vấn giả đúng không? Ok, bây giờ mình làm cái talk show. MC là chị luôn hả? Chị làm MC, chị có quyền không? Chị đẹp quá mà. Chị tên gì đi em xưng hô cho nó đúng. À trời, làm gì chị bao lâu nay mà không biết tên chị hả? Thật là sơ sót quá. Cứ gọi chị là Jennifer. Ba tê bơ hả chị? Cái tên gì kì vậy? Trời ơi, tao muốn phóng đưa tán mặt mày nữa rồi. Chị nói cái tên gì em nghe rõ. Mày dốt, mày nín đi. Mày dốt, mày đừng có nói để chọc chị giận gì đuổi. Để bé này nói, để bé này nó chắc vẻ nó giỏi tiếng Anh. Chị á là Trang Phở. Hiểu không? Trang Phở là người đọc tiếng Anh thì nó bước lượt dấu đi là Jennifer. Đúng không chị? Tao phóng cái này vô trong mặt mày chứ ở đâu mà Trang Phở. Bạn bà nó chứ chị cũng đòi phóng vô trong mặt mày kìa. Nè nghe kỹ là chị dạ. Jennifer. Trời ơi, tao sẽ keo rồi nha. Cái gì vậy nè trời? Xin lỗi. Trời đất ơi, nó phóng tôi chảy rồi mà nó còn phun nước vô nữa. Chị thì nó sao chị? Không, bỏ qua cái tên, chị tự xưng hô đi, đừng bắt tụi em kêu nha, chị tự xưng hô. Rồi, vậy nè, bây giờ mình vô nha. Jennifer xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Diệu Có Mặc Cảm. Hôm nay Jennifer mời được hai ngôi sao rất là đình đám của showbiz đến đây để giao lưu cùng chúng ta. Hai em có thể chào quý vị khán giả không? Dạ, chúng em nói cho đều á, nói cho cái đều hai ba đi, hai ba dạ chúng tôi chúng em là cho nó thân thiện. Chúng tôi là chung trong chúng em đi lại, chúng là chúng tôi. Nhanh em mày, nhanh thí dụ như là mày cái người nhỏ hơn mày câu chứ mày em bây giờ thì chúng tôi rồi chị chúng tôi đi. Dạ hai ba dạ chúng em. Mày rảnh quá hả? Tao bị liệu theo mày đó. Chị vô đại đi chị chứ. Thôi bỏ đi, bỏ quá. Đi. Khoan bỏ cái chào luôn đi nha. Chúc tập lại đi rồi chào sau nha. Bỏ đi. Dạ rồi. Em là Âu Dương Super Soy. Xin kính chào quý vị khán giả. Dạ còn em là Vanilla Bảo Bảo. Xin kính chào quý vị khán giả. Hai em có thể cho chị biết cảm xúc của tụi em như thế nào khi mà gặp khán giả ở đây không? Em thấy vui. Em nói chung là tôi nói từ từ. Thì mỗi đứa nói một câu đi. Từ từ mấy đứa ơi. Dạ nôn tại vì phỏng vấn nôn lắm. Dạ em cũng biết nói gì nữa. Cho chị hỏi là hai đứa vô nghề cũng đã lâu rồi. Dạ. Có những kỷ niệm nào vui hay là buồn gì đó kể cho khán giả nghe được không? Trời ơi, kỷ niệm thì em nhiều lắm. Trời ơi, đi hát quá trời mà. Em kể gì nghe. Hôm bữa con sô đám mà. Em hát quá trời xong cái cuối giờ chủ nhà quát em vô nói khen em quá trời chị. Trời ơi. Dạ, chủ nhà nói trời ơi em hay giỏi quá, em đẹp quá, em thấy thương quá. Trời ơi rồi bây giờ đám nhà chị là em hát hay vậy đó. Rồi mai mốt tới đám em ai hát được vậy? Dạ. Trời ơi sao có duyên dữ vậy? Chủ nhà nó có duyên chị. Tính ra nhỏ này nó đi trước được tương lai, nó biết là thế nào này, hát kiểu này cũng có ngày bị ta đánh chết nè. Được rồi còn em? Dạ thì kỷ niệm em thì nhiều lắm. Bị em bán kéo kéo mà. Thôi bây giờ vậy nè. Dạ. Thời lượng chương trình cũng không có nhiều đó. Nó chỉ có mấy phút thôi. Dạ. Cho nên hai em chào khán giả. Chúng tôi chúng tôi chúng tôi nha chắc nha rồi
Chúng dạ. À, chúng em. Chúng tôi. Chúng. Nói nghe nè, hai đứa đều điềm chị xíu được không? Dạ. Đúng lại chúng tôi. Đúng một cái câu ao thôi, đúng một cái câu ao. Tao tao hai ba là vô nha. Dạ. Hai ba. Xin kính chào tạm biệt. Mày nó quay tao nói lại. Chào tạm biệt em. Phải hẹn gặp lại, phải gặp lại cho nó một lần. Cắt mai, cắt mai hết. Rồi xong rồi em về đi, về. Ủa xong rồi hả chị? Chương trình xong rồi đó hai đứa. Chị, dạ. Cái đoạn nào mà nãy giờ tụi em gây lộn á, chị về chị cắt giùm em, chị sửa cái hình này cho nó lịch sự xíu. Cho cái hình này o bé tụi em cho đẹp đẹp. Yên tâm đi, tụi em lúc nào cũng đẹp hết trơn á. Dạ, cái hình nãy giờ lên hình đẹp không? Đơn giản là tại chị không có thu hình. Chị phát thanh mà cho nên thu âm thôi à. Tụi em nãy giờ khi em chân diện lên là để con điên này nó làm mặt 4 tiếng lần hả chị? Dạ em dạ. Có làm. Chị đâu có kêu tụi em làm mặt đâu. Em sắm bộ đồ này cũng mắc lắm đó. Chị cũng đâu kêu tụi em mặc đồ đẹp đâu. Ủa nãy giờ là thu âm không hả? À? Thu âm thôi chứ không có thu hình. Được chưa? Về. Khoan, còn có vụ mà show chị nói chị mời tụi em đi hát á. Quá. Có show. Dạ, bây giờ mình bàn cái chuyện hoành luôn. Nè, bây giờ cái show này á là hoành tráng lắm nha. Show đẹp không chị? 6.000 chỗ. Mà lét là 10 mấy mét. Chị nói. Nó cứ nãy giờ nó quất cái này vô mặt em hoài. Xin lỗi. Mặt khán giả 6.000 chỗ mà khoảng sung lắm. Sung lắm em ơi. Em chưa ra gào thét kêu tên em rồi. Em mà bước ra một cái là nhảy lên sân khấu luôn vậy đó. Chọc máu lửa lắm. Trời ơi tôi chết rồi. Hát 6.000 người mà sung cỡ đó chắc tôi chết. Cái chương trình này chương trình lớn lắm không chị? Lớn lắm em ơi. Dạ. Thì cho em hỏi chương trình tên gì? Tiếng hát trị liệu. Chương trình nghe cũng mới hả chị ha? Dạ, cái chương trình này nghe cũng tâm lý quá ha. Dạ. Chứ sao em? Mình hát ở đâu, mình hát ở đâu chị? Bệnh viện tâm thần. Mấy người ta bị trầm cảm á em. Dạ. Thì mình mang tiếng hát tới, mình giật dậy tinh thần cho người ta. Tụi em là hát bệnh viện tâm thần thiệt á. Đúng rồi. Vậy chứ thật, sao người mà quơ. Ôi quá vui em. Chắc em vui lắm à. Trời không đâu em ơi, sụn dữ lắm. Mấy người đó coi vậy, biển tiếp thưởng thức lắm á nghe. Để bây giờ nó nghe là thôi bỏ qua đi cũng được đi. Có show là vui. Thôi bây giờ tôi em lấy rẻ thôi. Dạ. Nếu mà lỡ nếu mà em tưởng là show lớn chứ nếu mà bệnh viện thôi em lấy rẻ chị 2.000. Dạ. Nhiêu? Hai. Thôi ngàn thôi cũng được. Ngàn. Dạ thôi ngàn đi chị. Dạ. Ngàn. Dạ. Ngàn sao đủ tụi em ăn kem mà sao tụi em lấy cái gì kỳ cục vậy? 2.000. Đâu có ngàn cũng ngàn. Dư mà chị. Ngàn 20 triệu á. 2.000 đô. Ngàn đô. Dạ. Ngàn đô. 1.000 đô. Dạ, thì đó dạ. Chị có làm khách sạn cho em không? Ở năm sau được không vậy? Dạ, chị chỉ mướn cho cái em. Gì? Dạ 4 sao cũng được, 4 sao cũng được. Dạ, dạ. Sao? Thôi thì 3 đi. Thì 3 dạ, sao cũng được. Dạ. Em ơi hát bên quận 8 mà cũng mướn khách sạn cho tụi em nữa em. Quận 8 mà chị. Em tưởng đi tỉnh. Dạ, thôi hát quận 8 cho em cái xe 16 chỗ em có vũ đòn. Dạ đúng rồi. Hả? Chị thôi giờ mấy cho cái xe ba gác cũng được. Dạ khỏi chị dạ. Ba gác tụi em bao nguyên chiếc dạ. Xe riêng của tụi em rồi. Không ấy tại vì hát ở trong chỗ đó đó chị mướn giùm em 16 người vệ sĩ đưa tụi em vô được rồi. Chứ trong đó tụi em không có an tâm. Dạ. Trời ơi em ơi. Cái này là một cái chương trình từ thiện. Ca sĩ ngôi sao thật sự người ta đó. Người ta cũng tự lo tự túc hết. Em hiểu không? Còn hai em là cái gì mà bắt chị phải lo cho em? Từ thiện là từ trong tâm mình phát ra, có nghĩa là không có tiền. Nhưng mà tại chị thấy tụi em dễ thương cho nên có tiền. À, dạ, bôi dưỡng thì son phấn rồi dạ. Xăng cọ cho tụi em. Dạ được rồi đấy. 350. Từ 1.000 xuống 350 là còn nhiêu ta? 350 nhân 7 triệu hả? Nó bớt mình 19 triệu mấy đó. 350 là 50 lẻ đó đó là chị tính cái tiền lông mi của em là tại chị thấy em cực quá đi em gắn 4 cặp mi em hiểu dạ, không? Dạ. Chị bôi em thêm 50 á. Dạ. Ủa này không có tiền. Không có tiền 300. Ủa nghĩ sao sáng giờ em quấn này không em cũng nóng này, nóng rồi nha. Em bực lắm. Em cực. Mà chị lấy 40 triệu của em mà dạ. Cái tiền mồ hôi nước mắt em để dành em bán cho kéo bao nhiêu năm giờ chị muốn sao? Chị tưởng tượng đi em sắm một bộ đồ trắng này tới 120.000 lận đó. Mà em đứng em đi xe từ chỗ nhà em tới đây nãy giờ từ màu trắng nó thành màu kem rồi chị thấy không? Tội nghiệp của em quá. Mà. Nè hai đứa ơi, hai đứa phải nghe chị nói. Hai đứa đó không thể nào làm ca sĩ ngôi sao được. Ca sĩ ngôi sao người ta phải có tư cách. Em hiểu không? Còn hai em là không có tư cách thì làm sao làm ngôi sao được. Em tưởng hai em là ai? Chị rất là bực mình hai đứa. Đi về. Đi về. Không có show sĩ gì hết á. Cái show là show từ thiện. Ca sĩ ngôi sao người ta cũng hát bằng cái tâm người ta. Ta không lấy tiền. Còn hai đứa bay hả? Đòi lấy tiền hả? 1.000 đô, 2.000 đô ở khách sạn 5 sao hả? Ở đâu ra? Về.
điên này, sao nó dư hơi quá, có ai mà giữ nó, giữ nó, giữ nó, nhà nó trả tiền cho thằng này giữ nó nè. Trời ơi sao rồi, sao làm sao mấy ngày trời ơi, nó cho chết nhà chứ trời. Mấy ngày ăn gì? Nó mời đi hát từ thiện má ơi. Từ thiện là sao má? Nó kêu tao hát bệnh viện tâm thần á. Tụi quê nhỏ này nè. Tao không có tiền. Mấy chục triệu có chết. Mấy chục triệu đó chỉ làm móng cho cả cái thành phố này, kể cả móng người lẫn móng chó mèo lẫn móng bò heo đó cưng. Quên ha. Còn vụ tiền tao mượn mà mấy chục triệu nữa quên. Gì đó sao cưng? Bây giờ vậy đi, mấy bà cho tao luôn đi, để khi nào tao có tiền tao trả bà. Cho tiền hả cưng? Cho đi, cho đi, còn suy nghĩ gì, cho. Nhốt cái này giùm anh em. Cho đi, nhốt vô. Rồi tiền của mấy đứa nhỏ, tiền đi giặt mấy con gấu này của chế, làm từ thiện luôn đi mấy em. Bữa đó sao từ thiện mà. Phan Phan à. Nãy giờ chế đứng chế mỏi chân, chế sửa soạn cho mấy cưng, chế đứng chế mỏi chân lắm. À vậy hả? Cho chế nghỉ. Đúng rồi, giờ xong rồi, nghỉ đi. Nghỉ đi, nghỉ đi. Mình từ thiện với nhau mà. Mấy bé nghe chế dặn nè, mấy anh dặn hôm nay là diễn từ thiện, mình cũng đi từ thiện. Các em quên đi nha chị. Mày chết dễ sợ vậy. Thôi thôi là tôi trốn kịp. Trời ơi, anh chạy đi, anh hãy chạy đi. Trời ơi con đi, trời ơi mấy con quỷ quýnh gì đâu mà dữ vậy nè trời ạ. Chạy đâu dữ rồi trời. Ê trời ơi, mấy đứa này nó chạy mà đúng luật giao thông dữ ha. Đi đường một bên vậy hà. Trời đất ơi. Ủa nó chạy đi đâu nữa anh đợi. Coi như đáng đồng tiền chế bỏ ra đi, cúng cô hồn sớm đi. Trời ơi, không có văn hóa đòi làm ngôi sao 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 chủ thường tượng em. Trời ơi, ở đâu sẵn quá vậy.